Ngày 21 tháng 3, đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát trực tuyến chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành với thành phố Cần Thơ và các tỉnh Cà Mau, Long An, Sóc Trăng. Theo đó, thành phố Cần Thơ đã có báo cáo với đoàn giám sát về nội dung thực hiện quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, rà soát các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch của thành phố, rà soát các quy hoạch đã hết hiệu lực, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Về định hướng của thành phố để cụ thể hóa quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo cho biết hiện tại bài toán quy hoạch thành phố đang được tư vấn hoàn chỉnh trên cơ sở đánh giá đầy đủ khách quan hiện trạng, rà soát, cập nhật và đối chiếu với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng phê duyệt. Phân vùng không gian đô thị khu vực Cần Thơ có thể hình thành 3 vùng như sau. Vùng đô thị chính phía Nam bao gồm các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, huyện Phong Điền và một phần huyện Thới Lai, quận Ô Môn, lấy ranh giới là kênh KH08. Vùng này là vùng đô thị trung tâm với tất cả các kết nối liên vùng quan trọng là đường sắt, đường thủy, hàng không, hàng hải, cao tốc trung tâm Cần Thơ - thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc An Giang - Cần Thơ, các quốc lộ 61C, 1A, 91, 91B. Trong vùng này có đủ các công năng chính để Cần Thơ có thể trở thành trung tâm vùng trong tương lai, bao gồm trung tâm lịch sử Ninh Kiều, trung tâm mới Cái Răng, đô thị sân bay, đô thị cảng Cái Cui, đô thị cảng Trà Nóc. Vùng đô thị phía Bắc gồm Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, nằm từ kênh KH08 về phía Bắc, có cao ốc Ô Môn, sông Giềng và trục sông Ô Môn ở giữa, trục cao tốc Lộ Tẻ, Rạch Sỏi, các quốc lộ 80, 91. Đây là vùng phát triển đô thị sản xuất mới, với cấu trúc mở hơn, hướng tới liên kết vùng hơn là liên kết nội bộ. Vùng đô thị phía Tây cao tốc An Giang, Cần Thơ, vùng này thuộc các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, bị ngăn cách bởi cao tốc An Giang, Cần Thơ. Khu vực này sẽ phát triển theo hai hướng chính là nông nghiệp đan xen với năng lượng mặt trời và du lịch sinh thái dựa trên phục hồi rừng ngập nước. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.